Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kết thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em nha. Và xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em kết thủ đã tin tưởng, đã ủng hộ và sử dụng máy bên em nha anh em. Và tiếp theo đây ha, là tiếp theo những đơn hàng trước, những con máy trước ha, những video trước. Hôm nay cũng vừa hoàn thành xong con máy của anh Cường ha, khách hàng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là con máy 20 feet pump bích nha nè, là chuyên đánh một vợt sông hồ lớn ha. Là anh Cường, đây là đơn máy đầu tiên của anh Cường ha, nhưng mà anh Cường đã được sự giới thiệu của anh Hiệp, khách hàng ở cũng là chỗ Thủ Đức ha, thành phố Hồ Chí Minh luôn, là anh đã sử dụng mình con máy chuyên đánh lương. Anh Hiệp đánh đạt hiệu quả ha, và anh giới thiệu cho bạn ảnh là anh Cường là ủng hộ mình là con máy 20 feet chạy băm bích nha anh em, chuyên đánh một vợt đánh sông hồ lớn ha. Rồi trước khi vào cái phần hướng dẫn ha, sử dụng và test máy á, gửi đến anh Cường ha. Và thì hôm nay đây cũng có nhân dịp mà chương trình khuyến mãi bên em cũng vẫn đang tiến hành nha anh em, là nhân dịp đầu xuân năm mới ha, gửi đến anh phần quà đây nha anh, phần gửi anh bao lì xì ha, và có phần quà vừa gửi là chúc mừng năm mới đến gia đình anh, chúc gia đình anh ha năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vụ mùa bội thu nha anh em, và thuận buồm xuôi gió ha, chiến đâu và thắng đó. Đây phần quà của anh đây ha. Chương trình khuyến mãi bên em á đang áp dụng đến hết tháng Giêng năm nay ha. Anh em nào có quan tâm mua máy thì anh em chốt đơn sớm trong cho em ha. Số điện thoại, số Zalo em để cho màn hình nha anh em. Anh em có quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em ha. Rồi đi vào phần cái hướng dẫn và test con máy cho anh Cường ha. Đây, trước tiên hướng dẫn ha, em xin test. Xin lỗi, em xin hướng dẫn sơ lược về tổng quan con máy và nội thất bên trong con máy để anh em tham khảo ha, là để anh Cường được biết con máy của mình như thế nào luôn. Đi theo máy có dây cờ bóp dài 3 mét nha anh, phù hợp cho anh chuyên đi thuyền đi ha. Còn mặt ngoài của con máy đây, cũng như những con máy khác nha anh, hai cọc này nè, cọc đỏ cọc đen ha, rồi cọc đen là cái ký hiệu đây, anh thả mát cho em cọc đen, còn cọc đỏ anh đi xuống đi vợt cho em ha, còn đối với cái vợt thì anh hàng cho em ha, cái đường dây dây vợt á là anh hàng chắc chắn cho em, là để cái độ vận tải ra nó tốt và cái hiệu quả thu nhập mình cao ha. Còn công tắc đây là công tắc chế độ đánh nha anh, là anh chuyên đánh một vợt á nên em tích hợp cho anh là hai chế độ, chế độ đánh lì và chế độ đánh băm sung trọn sung, là cái này chạy băm bít ha, là cái băm băm này là em chạy mà chạy cót nó mặc định nha anh, và đánh lì ha, bật số đánh lì, bật lên là đánh băm, là cái chế độ băm là theo mặc định. Còn nút này tần số mạnh yếu ha, mạnh yếu là anh dặn theo chiều kim đồng hồ là mạnh dần và ngược lại nha anh, ngược lại dấu trừ đây là nó yếu dần. Tùy vào mặt cá, tùy theo mực nước á, anh chỉnh có tần số này nó khác nhau, để cá nó nổi nó đạt nó đẹp là anh để mức đó anh đi nha. Còn muốn ăn dòng cá nặng điện thì anh vui lòng tăng tần số lên chút xíu ha. Rồi khi nhận máy á, có không hiểu phần nào thì cứ việc liên lạc trực tiếp cho em để em hướng dẫn cho anh ha. Chung là cũng không có gì khó nha anh, nói chung là máy làm rất đơn giản, tích hợp cho anh là đầy đủ hết rồi, đơn giản dễ sử dụng. Còn mặt sau con máy đây nha anh em, là hai cọc cùng màu đây ha, là cái cọc ký hiệu đây là cò bóp, cò bóp tất nhiên là mình gắn cái cọng dây này vô nè, dây cò bóp nè đây nha, em dặn ra có cái lỗ ha, đó là mình đắp cọng dây này vô. Vậy nè,
Vậy là ta đã sử dụng được rồi ha. Đây, nó đây cò bóp phía tinh nha anh. Là máy bên em có hội tụ đầy đủ tất cả các chức năng luôn nha anh em. Chống kẹp ngược, chống chập vợt ha. Chống quá tải quá dòng, chống giật cò bóp đầy đủ cho anh em. Đây nha. Kẹp đen này là kẹp trừ, kẹp đỏ là kẹp cộng nha anh. Còn mặt sau của con máy ha. Đây là có thiết kế cho anh là hai cái quạt tản nhiệt. Đây ha, cho nó mát máy. Em có làm lưới chắn rác luôn cho anh đi ha. Đường máy bên em là mà đầy đủ hết, không có bỏ chi tiết nào hết. Làm lưới chắn rác như vậy là cái rác mình không có vô máy được, rác rác lớn á, nhiều lá cây này kia đó, không có vô máy, không có cản ảnh hưởng tới máy ha. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu sơ lược về cái nội thất bên trong của con máy nha anh em. Đây nè, đây là nội thất bên trong của con máy nha anh. Đây là về hai dạng công suất hai bên ha, mỗi bên là 10 con. Anh làm nhôm hai tầng cho anh ha. Rồi biến áp đây là biến áp E65 đủ luôn nha anh. Đây ha. E65. Còn tụ lập nguồn làm cho anh là 6 tụ lập nguồn ha. Còn đây là mạch băm băm bít ha. Phần này là cái phần phần băm nha anh em. Đó. Nói chung là máy em làm thiết kế cho anh là trao chuốt từng linh kiện luôn ha. Anh nhìn cũng thấy ha. Nè. Rồi. Trước khi test con máy cho anh ha, em xin phép đóng nắp lại và em xin test cho anh. Test bóng đèn nha anh. Rồi em bắt đầu cho nó cho mang tải mang điện đây ha. Giờ đây là cò bóp, quạt gió đã hoạt động nha anh, em cài đã kẹp bình chờ rồi đó ha. Rồi trước tiên em test chế độ đánh lì trước nha anh. Tần số em đang để mức thấp ha. Chế độ đánh đàn, chế độ đánh lì. Rồi đây, chậm tăng đàn số đây nha anh. Đó, sáng trắng luôn không nhìn không nổi đâu ha. Em giảm đàn số nè. Giờ em chuyển sang chế độ đánh băm sung, trộn sung. Đây, nó em là làm chế độ mặc định cho anh ha. Tùy vào mực nước, tùy vào mặt cá mình chỉnh có tần số khác nhau là nó đạt đẹp nha anh. Chế độ con cá nó chào mặt nước là nó đổi nó nổi lên đó là nó chết mặt nước là nó trong vòng tầm tay chúng ta bắt được để chúng ta để đó, nó đánh ha. Chậm tăng tần số lên nha anh. Đây tiếng máy rất rong nha anh em, đó đèn sáng trắng luôn ha. Mình sẽ chỉ sợ đứt bóng đèn luôn á. Giờ em giảm đàn số đây ha. Rồi tiếp thêm em xin test cái phần chống chập vợt cho anh luôn ha. Cho anh an tâm mà sử dụng. Anh em nào có yêu quý mình đó nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, và nhớ mình chia sẻ cho ủng hộ chia sẻ để ủng hộ mình ha, để mình có động lực phát triển kênh nha anh em.
Rồi đây ha, có cái khúc dây điện nên ghép cái phần chống chọc vợt cho anh. Chọc vợt là trong trường hợp chúng ta mang tải nha anh. Nói chung là anh đi một một vợt thả mát, nói chung là trường hợp chọc vợt là nói chung rất hy hữu ha. Tại vì nước sâu nó không, mình đánh ngoài sông lớn là nước sâu ha, ba cái sắt kẽm này kia đó chắc nó không có đâu. Ngoài sâu mà dây vợt mình đâu có tới với đó đâu. Trường hợp anh em đi bộ mới mới dễ gặp cái trường hợp đó ha. Nhưng mà em vẫn test cho anh đầy đủ. Chập vợt là trong trường hợp chúng ta đi hai vợt á mới dễ chập ha. Còn trường hợp đánh đánh thả mát, đánh thả cáp á, anh thả cái mát đi một vợt là ít ít trường hợp mà chập lại lắm nha. Rồi đây em xin test phần chống chập vợt cho anh này ha. Rồi chế độ đang chế độ bơm sung nuti sung này ha, là chế độ công tắc này bật lên đó anh. Đây cầu ốc của em đây ha. Đó. Chập vợt nha anh, phần công suất khăn vợt là không hoạt động ha, em nhả cầu ra. Bóp lại mới hoạt động bình thường. Đó, năng tâm sử dụng ha. Giờ đây em chuyển nhanh chế độ đánh lì luôn đây. Đó, chập vợt ha. Phần công suất không hoạt động nhả cầu ra, nó bóp lại. Đó, máy ok nha anh. Giờ em sẵn sàng đóng gói và gửi đến anh ha. À, chúc anh thuận buồm xuôi gió ha. À, làm đâu tháng đó. Rồi cái phần hướng dẫn đến anh Cường ha, khách hàng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là con máy 20W công suất lớn chạy bấm bít đã hoàn thành ha, tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường nha anh. Mình sẵn sàng đóng gói và gửi đến anh ha. Rồi trong video á có gì sai sót thì cũng kính mong anh em vui lòng bỏ qua cho em nha. Anh em nào có yêu quý mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Là anh em muốn giao lưu mình thì liên hệ trực tiếp cho mình số điện thoại, số Zalo trên màn hình ha. Rồi, trước khi kết thúc video, em cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em khách quý, anh em khách hàng và tất cả những anh chị em đã xem video của em. Chúc anh em xem video vui vẻ ha, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt nha nè. Rồi xin chào anh em nha và xin hẹn gặp lại anh em sau những video và những con máy tiếp theo nha anh em.